quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận Moscow không được mời tham dự hội nghị hòa bình về Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức, cảnh báo rằng Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ kế hoạch mang tính ép buộc nào mà không tính tới lợi ích của nước này. Cùng ngày, Điện Kremlin cũng tuyên bố bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào về vấn đề Ukraine mà không có sự tham gia của Nga đều là vô nghĩa. Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Moscow, Tổng thống Putin nhấn mạnh các nước phương Tây không có sự nhất quán trong quan điểm khi vừa cho rằng Nga không liên quan đến hội nghị về hòa bình Ukraine dự kiến được tổ chức vào tháng 6 tới tại Thụy Sĩ, lại vừa cho rằng nếu không có Nga thì không thể quyết định được bất kỳ điều gì. Ông cũng khẳng định sẽ đề nghị Belarus trở lại với vai trò trung gian giữa Nga và Ukraine. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Nga đã nhiều lần khẳng định quá trình đàm phán mà không có Nga là vô nghĩa, và trên thực tế, đó là một quá trình đàm phán không có mục đích. Trước đó, ngày 10 tháng 4, Thụy Sĩ cho biết nước này sẽ tổ chức hội nghị cấp cao về cuộc xung đột ở Ukraine với sự tham gia của khoảng 100 quốc gia vào tháng 6 tới, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, nhưng không có sự tham gia của Nga. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Sunichi Suzuki khẳng định hiện chưa có sự đồng thuận giữa các nước về việc xử lý tài sản bị đóng băng của Nga, và Nhật Bản mong muốn giải quyết vấn đề này theo đúng luật pháp quốc tế. Theo Bộ trưởng Suzuki, lập trường của Tokyo là vấn đề này phải được xử lý theo cách không vi phạm luật pháp quốc tế. Ông Suzuki cho biết Tokyo thận trọng với đề xuất tịch thu hoàn toàn tài sản bị đóng băng của Nga. Một số chuyên gia cảnh báo động thái này có thể dẫn đến những tranh chấp pháp lý. Mỹ và phương Tây đã đóng băng số tài sản trị giá khoảng 300 tỷ euro của Ngân hàng Trung ương Nga sau khi xung đột Ukraine bùng phát và từng nhiều lần thảo luận cách thức xử lý số tài sản này. Mỹ đã đưa ra ý tưởng tịch thu toàn bộ số tài sản, nhưng nhiều nước đánh giá phương án này quá rủi ro về mặt pháp lý. Trong khi đó, Nga cho rằng bất kỳ nỗ lực nào sử dụng tài sản bị đóng băng của nước này làm tài sản thế chấp để gây quỹ cho Ukraine sẽ là bất hợp pháp và cảnh báo Moscow sẽ kiện những hành vi này. Trong bối cảnh trái đất ngày một ấm lên do biến đổi khí hậu, mới đây giới y khoa quốc tế đã công bố số liệu nghiên cứu cho thấy chỉ riêng trong năm 2019 đã có hơn nửa triệu người tử vong do bị đột quỵ có liên quan đến sốc nhiệt. Kể từ năm 1990, số ca đột quỵ do nhiệt độ khắc nghiệt có xu hướng gia tăng trên toàn cầu, tỷ lệ nam giới nhiều hơn nữ giới, và tình trạng này xảy ra với mọi lứa tuổi. Đến năm 2019, số người bị đột quỵ do sốc nhiệt cao hơn rất nhiều so với năm 1990. Xét theo yếu tố khu vực địa lý, số ca tử vong vì đột quỵ do sốc nhiệt tập trung chủ yếu ở những nơi có nhiều người nghèo đói và hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu kém như khu vực châu Phi và Trung Á. Do đó, giới y khoa quốc tế khuyến cáo cần nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro sức khỏe liên quan đến nhiệt độ khắc nghiệt, đồng thời nhấn mạnh nguy cơ đột quỵ do sốc nhiệt sẽ không chỉ là vấn đề riêng của các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Các nhà nghiên cứu hy vọng những số liệu trên sẽ thúc đẩy các nhà lãnh đạo toàn cầu hành động mạnh mẽ hơn nữa để giải quyết các mối đe dọa sức khỏe đang ngày một gia tăng. Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết xuất nhập khẩu trong tháng 3 vừa qua của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giảm mạnh so với dự báo của thị trường. Thông tin mở đầu cụm tin vắn đáng chú ý. Xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc trong tháng 3 giảm 7,5%, mức giảm lớn nhất từ tháng 8 năm 2023 và thấp hơn 2,3% so với dự báo. Trong khi đó, nhập khẩu cũng giảm 1,9%, đảo ngược từ mức tăng 3,5% trong 2 tháng đầu năm. Với mức sụt giảm ở cả hai chiều này, thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 3 chỉ đạt 58,55 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn so với dự kiến là 70,2 tỷ đô la. Những số liệu bất ngờ này chắc chắn sẽ gây áp lực cho các chính sách kinh tế của Trung Quốc. Thời gian tới, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và nhiều ngân hàng trung ương khác trì hoãn cắt giảm lãi suất sẽ gây áp lực lên tỷ giá nhân dân tệ, từ đó làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra thông báo về việc tiếp tục chương trình xóa 7,4 tỷ đô la Mỹ tiền nợ sinh viên cho khoảng 277.000 công dân nước này. Như vậy, đến nay, tổng số nợ sinh viên được xóa trong chương trình xóa nợ đang được chính phủ Mỹ triển khai là 153 tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch, chính phủ sẽ xóa 20.000 đô la Mỹ tiền nợ từ thời sinh viên cho những người hiện có mức thu nhập dưới 125.000 đô la Mỹ mỗi năm, và tổng số tiền được xóa nợ lên tới khoảng 400 tỷ đô la Mỹ. Nợ sinh viên ngày càng tăng do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và lãi suất cao trong những năm gần đây đã đẩy nhiều người trẻ tại Mỹ vào tình cảnh khó mua được nhà hoặc không có tiền để đầu tư.
Tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ đã thua trong vụ kiện tập thể trị giá gần 979 triệu đô la Mỹ liên quan đến chính sách thu phí ứng dụng App Store của họ. Hơn 1.500 nhà phát triển đã kiện Apple về tính phí hoa hồng lên tới 30% cho các giao dịch tài chính trong App Store. Họ cho rằng Apple đã lạm dụng vị trí thống trị của mình trên thị trường để phân phối các ứng dụng trên iPhone và các thiết bị khác của hãng này nên đã đòi bồi thường thiệt hại cho các nhà phát triển ứng dụng ở Anh. Apple đã khẳng định 85% số nhà phát triển không trả khoản hoa hồng như tòa án đã bác bỏ. Ngoài ra, Apple đang đối mặt với một vụ kiện khác từ nhóm đại diện của 24 triệu người dùng iPhone ở Anh về pin bị lỗi. Hạn hán, xâm nhập mặn đang là bài toán chung mà nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ phải đối mặt. Trong bối cảnh khai thác nước ngầm quá mức và biến đổi khí hậu đang khiến tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn qua mỗi năm. Và thích ứng, sống chung với hạn mặn là câu chuyện không mới nhưng cũng chưa bao giờ là cũ. Những ngày gần đây, Chittagong, thành phố lớn thứ hai ở Bangladesh với hơn 8 triệu dân, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nước sạch nghiêm trọng. Nguyên nhân là do nguồn nước chính từ sông Kanapoli đang bị nhiễm mặn cao khi mực nước biển dâng cao bất thường do biến đổi khí hậu. Giờ nước sạch chỉ được cấp 2 lần một tuần, chúng tôi không có nước sinh hoạt, tình hình ngày càng trở nên khó khăn. Tình trạng xâm nhập mặn ở Bangladesh hiện đang ở mức đáng báo động khi độ mặn hiện tại của nước sông Kanapoli lên tới 3.500 mg clorua một lít, cao gấp 6 lần so với tiêu chuẩn nước ngọt thông thường. Để ứng phó với hạn mặn, Ủy ban cấp nước thành phố đã tính tới chuyện trữ nước từ đầu mùa, tăng cường khử mặn, song vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Chúng tôi chỉ có thể xử lý nước sông Kanapoli khi thủy triều xuống, khi độ mặn của nước sông giảm xuống. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế. Hơn nữa, việc này cũng không đủ đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người dân. Hạn mặn không phải là câu chuyện mới tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, nhất là trong bối cảnh khai thác nước ngầm quá mức và biến đổi khí hậu đang khiến hạn mặn trở nên nghiêm trọng hơn qua mỗi năm. Chính vì thế, chủ động thích ứng với hạn mặn là vấn đề đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm. Tại Kenya, một trong những mô hình thích nghi từ đó giảm thiểu thiệt hại của hạn mặn đã chứng minh được tính hiệu quả là các đập cát ngăn mặn. Các đập cát này sẽ giúp tích trữ nước trong mùa khô hạn và ngăn nước mặn xâm nhập ngược vào theo dòng sông. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cung cấp nước sạch đảm bảo cho hoạt động sinh hoạt của người dân, tiếp đó là bảo vệ đất canh tác. Trong khi đó, tại Australia, nhiều nông dân đã thích ứng bằng cách chuyển đổi mô hình cây trồng nông nghiệp sang các giống cây chịu mặn. Trong quá khứ, đất nhiễm mặn là kẻ thù của mọi loại cây. Lúc đó tôi gần như bỏ không đất trong giai đoạn này. Tuy nhiên, một đầu bếp nhà hàng nơi tôi cung cấp thực phẩm đã gợi ý tôi trồng cỏ muối. Thật bất ngờ là loại rau này phát triển rất tốt trên đất mặn. Và tôi nhận ra đây chính là một hướng đi mới giúp tôi đối phó với hạn mặn. Xây đập, chủ động xây dựng các mô hình thuận thiên, phát triển các mô hình giống cây thích ứng với hạn mặn là những biện pháp đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc đối phó với hạn mặn. Và đối với các cộng đồng bị đe dọa do tình trạng hạn mặn, đây có thể là con đường để bảo vệ cuộc sống và sinh kế trong tương lai. Ngành buôn bán hoa tươi đang phát triển mạnh mẽ chưa từng thấy ở Vân Nam Trung Quốc. Khối lượng hoa tươi khổng lồ được giao dịch mỗi ngày là căn cứ để đưa tỉnh này trở thành thủ phủ sản xuất hoa lớn thứ hai thế giới sau Amsterdam, Hà Lan. Hoa là sản phẩm đáng tự hào của tỉnh Vân Nam. Chợ hoa Đầu Nam ở Côn Minh là chợ buôn hoa lớn nhất châu Á về khối lượng thương mại và giá trị xuất khẩu. Đây là nơi cung cấp hàng chục triệu bông hoa tươi mỗi ngày cho khách nội địa và quốc tế. Phương thức giao dịch hoa độc đáo và tấp nập, giống như sàn giao dịch chứng khoán, khi nhà buôn mang hoa đến và hàng trăm người mua trả giá. Đây được xem là phương thức giao dịch để khách hàng thông thái, sở hữu sản phẩm chất lượng nhất cũng như dịch vụ logistics hiệu quả cao nhất. Vận tải logistics là một yếu tố quan trọng trong thành công của ngành hoa tươi Vân Nam. Hoa được giao dịch từ đêm hôm trước sẽ lập tức được chuyển đến Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu và đến với người mua trong ngày hôm sau. Hàng năm, Vân Nam sản xuất 19 tỷ cành hoa tươi cho thị trường trong và ngoài nước, mang lại kim ngạch xuất khẩu 80 triệu đô la Mỹ vào năm 2023, đứng đầu Trung Quốc trong 5 năm liên tiếp. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây cũng đã hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.